Chào tất cả mọi người nhé. Em livestream một chút để cho mọi người thấy được cái sản phẩm mà đang được bạn Hà Văn Nam, bạn ấy quảng cáo rất là rầm rộ ở trên Facebook là chữa được rất nhiều các loại bệnh, gì cái gì cũng được. Nên lên là và đồng thời với cái việc đấy thì hôm qua em có đọc một trong một cái comment của bạn Hà Văn Nam ấy, của Hà Văn Nam ấy, nó nói rằng là nếu như muốn kiểm chứng những cái bệnh nhân mà đã được chữa được khỏi bệnh ung thư thì cứ lên công ty của nó ở trên Hà Nội ấy để xem các cái hồ sơ. Thế thì em cũng comment vào đấy, em nói rằng là nếu vậy thì cho em xin một cái hẹn để em lên em xem những cái hồ sơ của những cái người bệnh nhân đấy. Bởi vì sao? Bởi vì chính gia đình nhà em, anh trai em ở cùng cái mảnh đất với bố mẹ em này là đang bị ung thư. Thì em cũng đã rất nhiều lần lên bài rằng là em có một mảnh đất, bố mẹ em có hai mảnh đất, một mảnh đất là bố ba mảnh đất, một mảnh đất là hai mảnh đất là bố mẹ em cho và một mảnh đất của cá nhân em được quyền sử dụng. Thế thì nó cũng đều biết. Thế thì em cũng nói rằng là thế thì nếu như mà về đây mà chữa trực tiếp cho anh trai em mà khỏi bệnh thì em sẽ trao lại cái mảnh đất đấy để cứu người nhà em, trao mảnh đất đấy lại cho Hà Văn Nam. Thế thì nó bảo là nó không nhận. Thì em cũng có nói rằng là nếu như mà vì là xa xôi nó không nhận, thế thì em bảo là nếu không nhận thì các cái đại lý ở tỉnh Thái Bình này này không thiếu gì người mà biết gia đình nhà em, và đặc biệt là có thể lên tham gia cùng với tôi về cái diễn đàn là Smart A này xem chữa được bao nhiêu bệnh nhá. Mời bạn Duy Anh. Thế thì em có nói rằng là nếu như mà mày không về được trực tiếp thì mày có thể cử các cái đại lý của mày ở Thái Bình này, rất là nhiều đại lý đang làm bán sản phẩm, lan truyền sản phẩm Smart A rất là rộng rãi và quảng cáo rất là khủng khiếp. Thế thì đặc biệt là đại lý trong đấy có một đại lý là nhà chị Sim và anh thân, là những người mà đã từng sát cánh với tôi ở Tân Đệ, thì có thể là xuống đây đưa cái sản phẩm đây để cho gia đình nhà em, hướng dẫn cho gia đình nhà em chữa bệnh cho anh trai em. Nếu khỏi thì em sẽ trao cái mảnh đất đấy cho Hà Văn Nam cũng như là đại lý số 1 của tỉnh Thái Bình. Chỉ có thế, câu chuyện chỉ có thế thôi. Thế là anh thân chồng chị Sim là lập tức là phản ứng, mặc dù là không đọc rõ tên em nhưng trả lời lên một cái bài nói rất là bâng quơ, chửi là địt mẹ con chó giả cầy. Nếu như mà mày mà muốn mày mà động đến bát cơm manh áo của vợ chồng tao thì tao sẽ bóc phốt mày, lúc đấy mày nhục với cộng đồng. Thế thì cũng qua cái livestream này, tí nữa em sẽ lên tận nhà anh thân, vì anh thân với chị Sim là rất gần em, chị Sim thì làm ở ngay cây xăng gần đây thôi. Em đang chờ con trai em nó đang ngủ, thì tí nữa nó dậy thì em sẽ đưa cháu đi ăn sáng rồi em sẽ rẽ vào qua để xem là chị Sim với anh thân sẽ bóc phốt gì em. Cái mạng xã hội của em là tương tác rất lớn. Thế thì em sẽ quay livestream luôn để cho các mọi cộng đồng mạng nghe nhé, nghe xem là anh chị bóc phốt gì về em, xem em có những cái xấu xa gì, làm cái gì khuất tất với cộng đồng để cho anh chị phải bóc phốt em, mà trong khi đấy là chính anh ấy là người đã từng đi viện vì uống cái Smart A và anh kêu cứu đến em. Anh bảo là Huệ Như ơi, anh uống chính vợ anh làm ra cho anh để anh uống uống thế mà anh uống nhiều quá, bây giờ anh đi viện rồi, đi viện đại học y, nằm ở đại học y, tôi em còn là người lên thăm anh ấy và em động viên, em bảo là thế thôi uống vừa phải thôi, uống vừa đủ thôi chứ không là rất là nguy hiểm. Thế mà bây giờ nó chỉ gọi là nó được cấp phép thế thôi chứ còn nó chưa khẳng định được, là đưa chưa có một cái chứng minh khoa học nào khẳng định là nó chữa được tất cả các loại bệnh như nó quảng cáo. Một cái loại thuốc mà chữa hàng tỷ tỷ bệnh luôn các bạn ạ. Đấy, thế mà bây giờ anh ấy bảo là anh bóc phốt em, thì cái mạng Facebook em chào anh Việt Nam, anh có thể nói gì về cái sản phẩm này giúp em được không ạ? Ok chị, chào chị. Anh chị nghe rõ gì? Dạ vâng ạ. Ok, em ấy thì người người Bắc nhưng mà đang sống trong miền Nam nắng gió này không chị mới nghe sơ qua thì cũng bởi anh chị đưa lên thôi, chứ tuyệt nhiên người trong miền Nam này người ta không bao giờ người ta nghe đến một cái sản phẩm nào Smart A, không cái tiệm thuốc cái nơi nào người ta giới thiệu cả. Thứ hai là bất cứ một cái sản phẩm nào mà khi được lưu thông trên thị trường thì phải có
Cục Quản lý Thị trường, Bộ Khoa Công nghệ, Bộ Y tế, cơ quan đăng kiểm, Sở Hữu trí tuệ, cấp nhà nước phải chịu trách nhiệm cái vấn đề lưu thông nhé, và chất lượng sản phẩm nhé, cũng như là vấn đề đi theo để sau này có vấn đề gì xảy ra kiện tụng hay vấn đề gì xảy ra là các ông phải vào cuộc, ông làm rõ. Thứ hai là ông phải bóc tách được cái đó là bản chất của nó là cái gì, có đúng như lời quảng cáo không, nếu không phải phải tịch thu tiêu hủy và phải liên đới trách nhiệm hình sự dân sự đối với những người sản xuất ra. Nó giống như cái chuyện mà ký test ở Việt Á vậy, bây giờ xảy ra chết người hàng nghìn như thế thì bây giờ ai chịu nhiệm, mà cái đó là cuối cùng người khui ra là giả, mà trong đó thì từ từ cái cao đến thấp và bộ này họ ghi là giáo sư tiến sĩ tuyên truyền cho mình ạ. Thì bây giờ thử hỏi rằng ở đất nước Việt Nam người ta đã bóc tách được cái SMA nó là cái gì chưa, chất gì nếu không đủ máy móc thiết bị thì buộc ông phải mang sang Nhật, ông sang Mỹ, ông phải bóc tách ở đây, đó là đưa vào hệ thống phòng thí nghiệm, người ta phân tích ra nó được làm như thế nào, chất nào cấu tạo lên và cái chất đó thì có tác dụng gì, có đúng như thế hay không, nếu không thôi. Cho nên dân dân Việt Nam là chết ở ở chỗ đó, chết vì không hiểu biết, mà nếu như nếu mà cái gọi là không biết, không có hiểu biết thì tốt nhất là đừng đừng có dùng, đừng có tin. Còn nếu không bây giờ mình có thể mua, nhưng mà bây giờ ví dụ bệnh ung thư tại rằng cả thế giới người ta bệnh ung thư, bệnh HIV người ta không chữa được hay là không có cách gì để người ta tiêu diệt được cái mầm mống đó, mà tự nhiên ông giới thiệu một cái sản phẩm nhất thế này, nếu mà ông nói ông chữa được bệnh ung thư, ông chữa thế này thế kia thì đúng là đây là một cái việc mà phải nói là kỳ tài trong thiên hạ, và cứ nói là cái này ông thể làm giàu cho bản thân gia đình để cho quê hương đất nước được rồi đấy, ông thể xuất khẩu đi khắp thế giới. Còn nếu như mà ông không đúng như thế thì sớm muộn gì chính ông cũng là cái kẻ mà vì cái diệt thân thôi, chứ còn người dân mà không biết thì tuyệt nhiên là không có dùng và không nên tuyên truyền giới thiệu sản phẩm, cái chết của người dân là ở chỗ đó. Còn nếu như em hỏi chị nha, bây giờ Bộ Khoa Công nghệ, Bộ Y tế đã bóc tách được được cái sản phẩm này ra chưa, và có dám công bố chất lượng để làm chất gì nó chia đúng không, tất cả một cái sản phẩm người ta đều có cái điều đó cả, tiêu chuẩn nào chẳng hạn đấy, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở thì công bố chất lượng như nào, một cái sản phẩm nhất mới mà ông nói đổi chữa này thế kia thì như vậy coi như là đi học thế giới là bao nhiêu năm này là sẽ dạy hết à, Vâng, cho nên đây là dân này em dở. cũng cho mọi người xem luôn cái sản phẩm này nhá, nó đang ở trong nhà nhà vệ sinh của em đây, thực tế luôn em có thể cho mọi người xem đây, thực tế là nó đang ở trong nhà vệ sinh của em đây, đây là sản phẩm SMA, và nói thật luôn anh và mọi người như thế này này. Ô, đâu mất rồi nhỉ, anh ấy xuống rồi à? Nói thật với mọi người rằng là người phụ nữ đây là quảng cáo là có cả sản phẩm này là có thể là dùng để rửa dung dịch vệ sinh rửa phụ nữ và chống viêm nhiễm nhá. Thế thì em cũng đã tin dùng và em cũng đã mua sản phẩm này đây, thực tế trong nhà vệ sinh của em đây. Và những người phụ nữ khi mà đến cuối tháng, đến kỳ kinh nguyệt thì người ta là sẽ nó theo quảng cáo là rửa là sẽ sạch và chống viêm nhiễm. Thế thì em cũng mua về dùng. Nhưng cuối cùng thì sao? Các anh chị biết đây, em chính là một nạn nhân trực tiếp đây. Đây trực tiếp đây. Em dùng xong cuối cùng là em lại bị ngứa. Đây, em lại bị ngứa phụ khoa luôn. Cuối cùng chính bản thân em lại phải đi dùng cái thuốc đặt âm đạo đây. Đây. Đây là một sự thật. Và em đã từng phải vì là dùng cái này cuối cùng là mình lại bị ngứa. Mình lại phải đi khám bệnh. Cuối cùng mình lại phải dùng viên đặt âm đạo đây. Chẳng ai muốn nói lên điều này, nhưng cái chuyện này đó là chuyện phụ nữ hết sức là bình thường các anh các chị ạ. Thế nhưng mà đây rất đơn giản như thế này, và em cũng đã rất nhiều lần kêu gọi rằng là gia đình nhà em là bị một người đấy, trong này có rất nhiều sản phẩm này. Thế và trong đấy là em có để ở trong lúc nào trong nhà vệ sinh cũng có cái sản phẩm này, cuối cùng là dùng mắt a rửa lại bị ngứa. Em nói thật là em rửa em đem ra em tắm cho con chó nhà em thì nó lại bị, nó vốn là nó bị mấy con giận, em mang ra tắm cho mấy con chó thì cuối cùng con chó nhà em nó rụng mẹ hết lông đấy. Thế là đấy, thế các anh chị xem, chỉ có đơn giản là cái bệnh ngoài da mà em còn thấy không tin tưởng chính gia đình nhà em đang dùng. Ok nhá. Ok, chào là chị vậy nhé. Biết Thì bây là giờ ở chị có trong thể nhà đọc vệ sinh nhà em. cái thành phần đó. Chị có thể đọc cái thành phần cấu tạo lên cái nước dung dịch đó để cho mọi người biết Đây đây đây. để tí này em sẽ nói sau. Rồi chị đọc thành phần. Đây. Thành phần đấy để đọc thế nào Chị đọc lên. dễ sử dụng hiệu quả vượt trội, thành phần SMA 100% là dung dịch muối ăn tinh khiết nồng độ Rồi rồi, xong. 0,5% Xong được xử lý chuyên sâu qua thiết bị chuyên dụng để trở thành rồi. nước muối điện hóa, dung dịch có chứa các thành phần
C-L-O-2. O-2. Rồi tả chất Việt gì nữa đấy? Rất nhiều. Công Ôi dụng. trời Ok. ơi, tưởng cái Chống gì. viêm nhiễm, chăm sóc vết thương. Nhưng em nói thật luôn, đây em đang dùng và cuối Bỏ cùng nó thì là mình lại bị ngứa, ngứa âm đạo. Xong cuối cùng là con chó thì em nó bị mấy cái con giận, thì em bảo là thế thôi đem đi ra cái nước này đi qua rửa, cuối cùng con chó trụi điệt lông luôn. cái này là họ bảo là chữa được những bệnh gì chị? Nào là gút này, Ôi giời gút này, lại còn cả liệt nửa người, mà dùng SMA trong 3 ngày cũng khỏi nữa cơ. Đây để ơi. mình mở cho Thế đấy, thì em nói không chị nói này đây là lừa đảo, không lừa nhá. đảo nhá, nhưng thực tế là gia đình nhà mình sử dụng là bản thân mình bị ngứa âm đạo, bị dùng để rửa vệ sinh thì cuối cùng là phải ngứa, phải đi bệnh viện chữa. Thế còn lại con chó nhà mình bị ghẻ thì cuối cùng là đem ra tắm cho nó thì con chó nó cũng bị rụng luôn lông. Đây 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 đây, họ giới thiệu đây, họ giới thiệu đây: huyết áp cao, tiểu đường, Chán. ung thư dần biến mất khi tin yêu Smart. Xong đấy có một, họ đưa lên một cái comment của một người như này: bố mình bị tiểu đường, đã biến chứng liệt nửa người nhờ Smart A, và bố mình đã tự đi lại bình thường. Cảm ơn Smart A và người của Smart A. Bố mình chỉ là khách chứ không phải là người đi quảng cáo sản phẩm Smart A. Thế bạn Hà Văn Nam quảng cáo lại, nói lại này: nghĩa là sao, cụ bị sao ạ? Tức là hỏi lại cái người đấy. Thế người đấy trả lời là: dạ bố em bị ung thư phổi giai đoạn cuối, cộng tiểu đường, cộng huyết áp, cộng gút, bệnh viện kêu không có khả năng chữa được, vậy mà dùng Smart A 3 ngày mà tự đi lại được. Đấy, câu chuyện Giờ đây thì là bà mình đã. em nói tại vì em không có nhiều thời gian em nói để cho gọi là phân tích cái hay cái dở thiệt hại đúng sai của vấn đề. Thế cái vấn đề bất cứ một cái sản phẩm nào á là chỉ tiêu công bố cái đó là cái thành phần nó cấu tạo nên là cái điều rất quan trọng, chịu thành phần đó thì người ta có biết được cái tính chất vật lý hóa lý của nó như thế nào. Thế bây giờ mà cái sản phẩm đây thì em đang nghĩ trong đầu đây là giống như cái chuyện là nước muối sinh lý thành phần chính NaCl là chính là dung dịch muối đúng không? Thì bây giờ là nếu mà kết hợp về với nước thì nó tạo ra chuyển nên nước muối loãng này. Chứ làm gì có cái này thì thua rồi, làm gì có chuyện bởi vì gút hay là thế này thế nọ kia, gút thế này kia nó đâu chỉ là một cái loại đơn giản như chúng ta thấy như cái chuyện về gì ta cái chuyện về sâu chân nước ăn chân đâu mà có thịt vào muối thì diệt vi khuẩn mà đâu phải đơn giản vậy đâu, cái bệnh mà nó khắp tác với trong cái tế bào ấy, ví dụ vi khuẩn cái mầm mống đâu phải là đơn giản công dùng cái này mà không chỉ được đâu, làm Đấy, sao mà chỉ được thế thì chắc chỉ là cái công chết rồi. chuyện Em nói là ví là dụ như những kẻ nào mà đã dùng mà tuyên truyền mà khoác lác thì bây giờ ví dụ cái chuyện người ta ăn nước mắm vậy, nước mắm không làm gì cả mà thành phần là toàn có hương liệu tổng hợp chất điều chế điều vị chip thì nói kia đường cũng là đường hóa học đường công nghệ hóa học không, rồi bây giờ các ông ăn vào các ông chỉ có mùi nước mắm thôi chứ chả phải là nước mắm mà nó được gọi là hỗn hợp hóa chất công nghiệp. Và cái này thì làm gì mà có cái chuyện mà đòi chị thế nào ạ, này chị thế kia hay cái chuyện mà giữa người ta còn bây giờ phải đưa lên cục kiểm nghiệm đo lường chất lượng đưa lên coi là nó có độ trong sạch hay không chứ. Thế bây giờ người ta đang dùng cái đồ mà người ta lâu nay người ta vẫn hay dùng, nó thấy tin yêu ví dụ như đồ dạ hương sẽ dùng tốt thì bao nhiêu người người ta đã dùng rồi không sao, nên tốt nhất là chị không không nên dùng mấy cái đồ mới này khi có không có kiểm nghiệm không có công bố chất lượng không có ai chịu trách nhiệm nữa, tốt nhất không nên dùng. Còn những đấy người dân nào đấy ngu thế chết thì chịu này thôi, chứ bây à. giờ là những kẻ định mà có bóc phốt chị á thì nói luôn này ông chả có cái biết một cái kiến thức gì cả, tôi chỉ cần đọc qua thành phần là tôi biết được tính chất hóa lý của nó như thế nào rồi thì có chị được hay không. Hai là ông tiêu chuẩn ông có không, rồi là ai phải chịu trách nhiệm được sự cho phép sản xuất của gì Bộ Y tế hay là Bộ Khoa học Công nghệ không, nhưng mà cái Đấy, sản phẩm mà thế thì ngoài ra em nổi mới lời tiếng nó em đình mới lời đám sau ơi, khi hỏi này. những người trong miền Nam có ai biết đó là gì không, chết dở chỗ đó. Sau khi mà em nói thế là nếu như mà mày không xuống được chữa trực tiếp cho anh trai tao thì mày có thể có cử đại lý của mày ở Thái Bình đây, là người đang mòn gót ở ngõ nhà tao xuống chữa cho anh trai tao. Thì là đại lý số 1 ở Thái Bình là anh Hồ Thân và chị Sim là đã, anh Hồ Thân đã lên một cái bài bâng khuâng nói rằng là sẽ bóc phốt em ở trên cộng đồng mạng. Thế thì nhân tiện cái qua livestream này em cũng trả lời đến cộng đồng mạng luôn là Facebook của em lượng tương tác rất lớn, thế em sẽ lên để em xem là anh Hồ Thân anh bóc phốt gì em.
em xấu xa như thế nào để cho cộng đồng mạng biết cái bộ mặt của em nhé. Em, đấy nó thật bằng luôn đấy. Cái này thì đấy đúng là sản là phẩm phải nói là câu như này này, nếu người người cầu nhân người ta câu là nếu mà không có kiến thức thì cuộc sống chỉ là hình ảnh của cái chết, mà đúng là dân ta chết thì không có hiểu biết đấy. Đấy. Cho nên cứ đi theo thầy mo thầy cúng thì cũng trường cúng tiền cho người ta, cuối cùng thì cũng cứ chết này. Cái đời mà ông giàu thì cũng là cái này ông muốn đúng không, ông phải hiểu biết về cái bệnh đó là nguyên nhân tác dụng nào, không biết tra Google nguyên nhân gút là gì, nguyên nhân cái ung thư là gì, nguyên nhân thế nói kia là gì, rồi là ông phải lên tra Google coi Google đã nói về sập mắt A là cái gì chưa, thành phần công bố chất lượng thế nói kia, rồi ông muốn biết trước thì ông chữa, ông phải liên hệ với là bác sĩ tư vấn. À bây giờ tôi nghe thấy sản phẩm sập mắt A này thì được chữa rất nhiều bệnh, trong nó có bệnh này bệnh kia, thì người ta chẳng có ai nói thật là chẳng có ai ông bác sĩ nào mà dám trả lời rằng là cái này đúng, tôi dám cá một điều như vậy. Thì mấy ông nông dân tính chất hóa lý con nào ACL còn không biết thì làm sao mà dám khẳng định được là tốt là hay được, cái này rất là dễ dẫn như đấy. Kiến thức khoa học về chất thì không biết luôn, chỉ coi cái chất cái thành phần chính của nó là NaCl có đúng gì, đúng rồi, bởi vì thế này này chị anh này, cái thì vấn đề nó là là muối chứ là cái gì đâu. Đấy, và em không hiểu sao là cái dạ, sản phẩm này nó dạ sau lắm. Khi mà nó phát triển thì bây giờ nó đã phát triển đến hàng trăm sản phẩm khác, gội đầu cũng có, dạ nhuộm lắm. Tóc cũng Đúng có, thua. uống cũng có, đánh trong nồi cũng Ui có, dạ. tức là trong vòng một Chết năm thua rồi. nó sản phẩm phát triển sản phẩm này thành 100 sản phẩm khác nhau, và trong đấy là có sữa ung thư này và sữa gút này, Ở đây sữa các thứ như không, ở quảng đây cáo của nói nó. mình không có xâm phạm cái chuyện cá nhân hay chuyện phát triển kinh tế hay là chuyện nghiên cứu sáng tạo, hay chuyện nếu ông làm ông hay ông tốt ông giỏi thì cả thế giới người ta phải công nhận ông. Nhưng mà nếu mà ông làm không tốt không giỏi, ông ai ông lăng xê ông bán giống chuyện lừa đảo bịp nữa kia, thì cũng đã có nhiều người đã bị phạt, kể cả các trường hay là mà đi mấy ông bà nọ kia chẳng hạn, thế nhiều người sớm muộn thì cũng nằm. Cái vấn đề là bây giờ là muốn người dân mà được lăng xê quảng cáo thì bây giờ phải có ai là chịu trách nhiệm sản phẩm đó, phải có bộ phận kiểm tra và đăng ký chất lượng, phải công bố, phải đăng ký cái bản quyền sở hữu trí tuệ, thì phải có đợi đại diện nhà nước đứng ra làm cái vấn đề đó thì người dân người ta mới tin. Đấy, còn khi mà không có cái cơ quan kiểm nghiệm đó là được chất lượng như là Bộ Khoa học, Bộ Y tế ra Cục Quản lý Thị trường, đấy, mà không có được ra, không bóc tách được nó là cái gì thì rõ ràng người ta có quyền nghi ngờ, người ta có quyền nói, đó là điều chắc chắn. Thì không ai ngu mà bỏ tiền mất tật mang mà đi tin cái sản phẩm đó sẽ chữa được ung thư hay là thế này kia cả. Em nó tuyệt đối là em không ngu đến mức như vậy, rõ ràng nhìn qua đó nó là cái gì là em biết chứ gì phải nói nhiều. Cho nên là cứ tiếp tục ăn hỗn hợp hóa chất công nghiệp đi, không phải ăn nước mắm truyền thống nữa. Ok nha, chào chị Thầy Như và chào hết tất cả anh chị em. Cảm ơn anh đã tham gia nhé. Nói thật với các bạn này này, tôi không muốn nói đâu. Bởi vì sao, gia đình nhà tôi là người đang có bị ung thư thận. Và tôi kêu gọi bạn, các chị cho gia đình nhà tôi, cho anh trai tôi. Chứ không phải là tôi bảo bạn ấy là, tôi bảo rằng là Hà Văn Nam lừa đảo hay không lừa đảo đây. Mà tôi yêu cầu là phải chứng minh thực tế cho tôi biết rằng là nếu mà chữa trị được thì gia đình nhà tôi đây sẵn sàng là có một cái phần thưởng xứng đáng, và cũng tuyên truyền luôn cho cộng đồng mạng biết rằng là Hà Văn Nam là một thần y chữa được bệnh, chữa được bệnh ung thư. Và đồng thời là tôi cũng nói luôn rằng là đây, chính vì dùng sản phẩm này mà tôi đã bị ngứa viêm phụ khoa, và tôi phải mua một cái sản phẩm khác để tôi điều trị theo đơn của bác sĩ. Thì tất nhiên là nó không phải là bị bệnh nặng, cho nên là nó chỉ trong vòng 1 ngày đến 2 ngày là tôi điều trị khỏi thôi. Nhưng đây là một cái sản phẩm mà tôi đã tin dùng, và tôi đã nghĩ rằng là những cái bệnh ngoài da thì không đến nỗi độ là nói, tất nhiên là tôi không dạ gì để tôi uống vào mồm như là quảng cáo của họ rồi. Vì là nói thật với các bạn rằng là đến như là được cấp phép của Bộ Y tế, như là cái thuốc chữa ung thư của em là kim tiêm, nó còn là làm từ than ra, thì làm sao mà có thể tin được một cái thằng đi tù về, nó mới đi tù về, nó không học gì về chuyên ngành gì, bất cứ một cái y dược nào cả, mà nó có thể ra hàng trăm sản phẩm như thế này. Cho nên là tôi không dại gì tôi cho vào mồm, nhưng tôi nghĩ rằng là nói thật với các bạn là nói thì hơi láo, nhưng bảo rửa lồn thì thôi, cho nó khỏi viêm nhiễm thì tôi dùng một tí. Nhưng cuối cùng là chính tôi lại hại tôi khi mà tôi dùng cái sản phẩm này. Đấy là một. Cái thứ hai là con chó nhà tôi kia, nó bị mấy con dại. Mẹ tôi kêu, tôi bảo thế thôi, đang nhiều cái nước SMA này, hôm nọ nó cho con một thùng. Thì là mẹ đem ra mẹ rửa xem, thôi bà mẹ tôi đem đi ra tắm cho con chó mấy lần, nó rụng tiệt lông luôn các bạn ạ. Đấy, nó rụng sạch lông. Cho nên là khi mà tôi nói đến như thế, thì tôi bảo là nếu mày không xuống được chữa cho anh trai tao, thì đây đại lý ở số 1 ở Thái Bình đây, mòn gót ở nhà tao đây, biết nhà tao, biết cả mảnh đất của tao thật luôn chứ không phải là giả. Thì xuống chữa đi, tao trao giải thưởng, và cũng là một cách tuyên truyền hiệu quả nhất cho mày, mà không cần mày phải lên bảo là hồ sơ hồ xiếc gì cả.
Thế thì nó bảo là có thế thôi, thế là người ta đại lý số 1 đốc vào bát cơm manh áo của họ cái, thế là họ nhảy cẫng lên, họ bảo họ bóc phốt tôi. Thế thì tí nữa lại lượng tương tác của Facebook của tôi rất lớn, thì tôi cũng lên để quay livestream lại xem là anh ấy bóc phốt tôi như thế nào, xem là tôi có những cái gì xấu với cộng đồng, tôi làm cái gì khuất tất, tôi nhận những cái gì khuất tất hay làm tất cả một cái gì khuất tất, thì mong anh ấy nói thẳng ra để cho cộng đồng biết và nhìn nhận chính xác con người tôi để xem là tôi đã làm những cái gì sai. Thì tất nhiên là qua cái livestream này là tôi cũng sẽ đến tận nhà luôn, vì là nhà anh thân thì không phải là xa với nhà tôi, chỉ có điều là tôi đã lên được hay chưa thôi. Tí nữa chắc chắn là tôi sẽ lên, tôi nói là tôi làm, không bao giờ tôi không làm cả. Tôi chỉ lên xin lỗi anh một câu rằng là em đã động đến bát cơm manh áo của anh để cho vợ chồng anh đang bán cái sản phẩm Smart A này ở đất Thái Bình đang rất chạy và đang quảng cáo cho Smart A, và mặc dù là anh biết rằng là anh đi viện vì Smart A rồi, nhưng mà anh vẫn cứ là vì lợi nhuận thì anh vẫn bán, thì thôi em xin lỗi anh là vì em đã động đến bát cơm manh áo của anh, và nếu như em có gì xấu xa thì anh cứ nói cho cộng đồng mạng biết. Đấy, tôi chỉ lên tôi nói đúng một điều như thế thôi nhé các bạn ạ. Chứ tôi không nói gì nhiều đâu, không cãi chửi nhau không gì cả. Ở mạng Facebook cãi chửi nhau làm gì? Tôi sẽ lên tận nhà chứ tôi không việc gì tôi phải cãi chửi nhau trên Facebook. Tôi lên xem là tôi sai sót, tôi thiếu sót cái gì, tôi làm cái gì xấu xa với cộng đồng mạng thì tôi sẽ xin lỗi anh ấy, và để cho anh ấy cũng nói rõ luôn để cho cộng đồng mạng biết, chứ không là mình làm những cái việc mà gọi là bao đồng mà mình cứ làm những việc khuất tất đấy thì nó khổ lắm. Cho nên là tôi buộc là tôi phải công khai tính cách, con người, tất cả mọi thứ của tôi nó đều rõ ràng rành mạch nhá. Nên là tôi sẽ lên nhà xin thân, và chị xin thì cũng rất gần đây và anh thân cũng rất gần đây. Đấy, tôi cây muốn lặng gió chẳng muốn đứng. Là anh em đã từng bóc phốt tôi rất nhiều lần ngày xưa khi mà tôi đi đấu tranh ở BOT Bắc Thăng Long Nội Bài. Anh ấy đã đi theo tôi. Anh bảo là cho anh đi lên trên đấy cùng với em với. Đến khi lên về anh đòi tôi 1,5 triệu. Tôi bảo là ô anh đi đấu tranh BOT anh đòi quyền lợi của anh, sao anh lại đòi tiền em? Anh bảo là vì là tôi xin được nhiều tiền nước ngoài nên là tôi phải trả tiền cho anh 1,5 triệu tiền đi. Tôi bảo là anh ơi, có cái gọi là có cái cút ấy mà xin ai cho, chẳng có ai cho cả, tự bọn em thấy là quyền lợi của mình bị xâm phạm thì chúng em đòi, còn anh đòi được thì đòi, không đòi được thì thôi. Thế là vì có 1,5 triệu thôi anh bóc phốt tôi không ra một cái gì trên mạng xã hội, nhưng khi đấy tôi đang ở trong tù tôi không nói được. Bây giờ tôi ra ngoài rồi, tôi sẽ lên tận nhà tôi hỏi xem là tôi có những cái gì sai sót với anh ấy. Nếu như anh ấy biết là cái sản phẩm này đã làm cho anh đi tù mà anh ấy vẫn bán vì vì miếng cơm manh áo mà tôi đã động vào miếng cơm manh áo của anh ấy, thì tôi sẽ xin lỗi anh Hồ Thân. Tí nữa tôi sẽ lên tận nhà tôi gặp anh Hồ Thân để xem là anh Hồ Thân anh ấy bóc phốt gì những cái gì tôi nhá. Mời các bạn là tí nữa nếu như mà anh ấy trả lời anh bóc phốt tôi như thế nào thì tôi sẽ quay livestream cho các bạn xem rằng huệ như xấu xa như thế nào, ỉ ổi như thế nào theo mồm anh Hồ Thân, thì mọi người cứ nghe và chứng kiến giúp tôi nhá. Đây là sản phẩm Smart A đây các bạn này, tôi đã rửa vệ sinh và tôi lại bị viêm nhiễm qua cái sản phẩm này, bị bệnh nặng và tôi buộc phải đi bác sĩ đấy. Còn cái việc thứ hai nữa là con chó nhà tôi là bị rụng hết lông vì cái sản phẩm Smart A này. Cái việc thứ ba nữa là anh trai tôi hiện tại bây giờ đang là ung thư, và rất kêu gọi bạn Hà Văn Nam cùng với lại các cộng tác viên đang tuyên truyền sản phẩm Smart A về nhà tôi chữa bệnh cho anh trai tôi. Tôi kêu gọi một lần nữa, tôi kêu gọi anh Hà Văn Nam cùng tất cả các cộng tác viên ở Thái Bình biết rõ địa chỉ nhà tôi, thôn Đông Vinh, xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, về chữa trị cho anh trai tôi. Và nếu như mà chữa trị khỏi, tôi công khai trên cộng đồng mạng rằng ghi nhận tất cả những sản phẩm của Hà Văn Nam là chuẩn chỉ, và tôi sẽ trao một mảnh đất ở đường Kỳ Đồng, thành phố Thái Bình cho toàn bộ công ty của anh Hà Văn Nam cùng tất cả các cộng sự mà đã giúp cho anh trai tôi khỏi bệnh. Đấy, đây là tôi nói công khai trên livestream là tôi kêu gọi nhé, tôi kêu gọi tất cả Nói chỗ này cái này nên nói chỗ này này ở ở trong trong này á, là người ta có viện Pasteur này với lại trung tâm kiểm nghiệm và đo lường chất lượng khoa test 3 ở khu nghiệp Biên Hòa 1 đấy. Nếu mà ví dụ như trường hợp ở đây anh Thanh Giống nói vậy anh biết đúng không, nếu mà thực sự là hoặc là nếu chị mang ra bệnh viện cỡ như Bạch Mai ấy, người ta có vào đó thì bảo là bây giờ có thể các anh các chị đưa lên cái máy mà phân tích tốc độ cao á, đưa cho người ta coi cái thành phần chất lượng ấy, thì và từ đó bây giờ mình mới mang ra cái chỗ bác sĩ chuyên ngành cao á, người ta bảo người ta coi là cái này thì người ta chữa được bệnh gì, người ta có đúng hay không, thì cái đó lúc đó là bọn chúng cầm học hết, chả có gì nói cả. Đây, nếu mà mang lên trung tâm kiểm nghiệm đo lường chất lượng người là người ta biết được là nó có chất gì trong đó, chất gì trong đó, hoặc là viện Pasteur người ta bóc tách xong mình cầm tờ giấy đóng dấu xẹt phát xong đấy, rồi là bây giờ mình mang lên hỏi y tế, hỏi y tế là
là cái này thì ví dụ như cái loại bây giờ có một sản phẩm như thế này này, người ta công bố người chữa thế này này, thì nếu thành phần cấu tạo như thế này ấy, thì người ta có chữa được hay không. Đấy, cái đó là đến lúc đó thì thôi giấy trắng mực đen này bọn chúng cấm học. Cho nên em nhìn qua cái em biết này, trước có học hóa thì nó kia vân vân, thì nhìn qua cái chất đó thì nếu mà mình nhìn qua như vậy cái nước đó thì còn bây giờ ông phải đem ra ông thử. Thường thường cái chất đó thường thường là phải là vô trùng tiệt trùng, giống như cái hộp sữa tươi mà uống cho trẻ em á. À, ông đã làm được cái việc đó chưa đó. Thế bây giờ ví dụ chỉ một nước muối sinh lý là diệt vi trùng, là rửa khuẩn kháng khuẩn, mà bây giờ mình dùng là bị nhiều hơn, chứng tỏ là cái sản phẩm nó còn không được vô trùng nữa nhé, nó không được tuyệt trùng thì tuyệt nhiên là không không được rồi. Đấy, em nói vậy thôi để cho mọi người dân người ta phải hiểu được bản chất của vấn đề sự việc, không phải cái gì người ta nói không tin tin thì đi ra chùa Ba Vàng mà quỳ lại bái lễ mà tin rồi cũng giàu đến nơi ấy. Có khi là phấn đấu dần dần thì cũng vào quan đi. Ok nhé, chào chị, chào hết tất cả anh chị em. Dạ vâng. Ở đây em không nói là Hà Văn Nam lừa đảo hay không lừa đảo nhé, nhưng thực tế là em đã trải nghiệm. Đây, bản thân mình là người trải nghiệm luôn. Và mình không nói những cái gì mình không trải nghiệm. Và đặc biệt rằng là hôm qua nó còn nói rõ rằng là nếu như mà mày muốn chứng minh thì mày cứ lên công ty tao để mà xem những hồ sơ những người khỏi bệnh. Thế mình xin nó cái hẹn thì nó lại quay ra nó bảo là tao đéo phải chứng minh với mày. Đấy, nó bảo rằng lên công ty nó xem hồ sơ, nhưng khi mình bảo là thế cho tao xin cái hẹn để tao lên tao xem là cái hồ sơ đấy là của những ai để tao chứng thực, thì nó lại bảo tao đéo cho mày xem, mày tao không việc gì phải chứng minh với mày, mày thích thì mày ra viện ca mà mày xem. Tức là mồm miệng rất là lươn lẹo, rất là lươn lẹo. Và cái thực tế rằng là tôi đã kêu gọi rất nhiều lần rằng là mời Hà Văn Nam cùng các cộng tác viên ở Thái Bình về nhà tôi, anh trai tôi đang bị ung thư giai đoạn đó 4, ung thư dạ dày, về giúp được gia đình nhà tôi cứu được một con người phúc nặng Hà Sa, tôi sẽ tình nguyện trao lại một mảnh đất, thích lấy ở đâu thì lấy, bố tôi cho tôi 2 mảnh, tôi có 1 mảnh nữa, thích lấy ở đâu thì lấy thành phố, lấy ở quê thì lấy, 300 m² 1 mảnh, tha hồ mà lấy chỗ nào được, miễn là cứu được người cho gia đình nhà tôi. Nhưng không nhận lời. Thế đến khi tôi nói lên thì lại bảo rằng là bóc phốt tôi, lượng tương tác trên Facebook của tôi rất mạnh, thế thì các bạn cứ theo dõi xem là đại lý số 1 của Thái Bình đang phân phối Smart A là anh Hồ Thân, anh sẽ bóc phốt gì tôi nhá. Tí nữa tôi sẽ lên, tí tôi sẽ lên tận nhà xem là anh bóc phốt gì tôi. Từ qua nay rất nhiều người nhắn tin hỏi tôi là vậy như làm gì mà để Hồ Thân chửi nhiều thế, chửi ở trên Face. Bảo em không làm gì cả, em chỉ bảo là nếu như mà thằng Hà Văn Nam mày, em trả lời thằng Hà Văn Nam là nếu như mà mày không làm được, mày không về được chữa trực tiếp cho anh trai tao thì mày bảo số đại lý gần nhà tao là anh Hồ Thân xuống, là chị Sim xuống để xem là chữa cho anh trai nhà tao. Mà nếu như mà chữa được thật thì nói thật với các bác, đấy là một cách quảng cáo hữu hiệu nhất còn gì nữa. Chả có cái gì hơn là quảng cáo hữu hiệu nhất bằng cái việc livestream. Đấy, nó bảo rằng là lên hồ sơ đó, xem hồ sơ, lên công ty nó xem hồ sơ. Nhưng khi mình bảo nó là thế cho mình một cái hẹn thủy ạ, thì nó lại bảo rằng là mày ra bệnh viện ca mà xem, tao không việc gì tao phải chứng minh với mày. Đấy, em có lên một tí không? Chị mời em. Nào. Nó đang dọa chị là 1331 đây, mà trong khi chị đang kêu gọi nó, đang kêu gọi nó là về chữa bệnh cho nhà mình, trao cho nó một giải thưởng, mà nó lại bảo là mình phá đám nó. Mình đang kêu gọi nó, nhà mình đang có bệnh nhân, nhà mình đang có bệnh nhân, mình kêu gọi nó không làm. Xong là nó lại đi nó quảng cáo, trong khi đấy mình thì tin dùng nó, mình tin dùng mình rửa cả, nói thật các bác là rửa cả lồn, rồi cuối cùng lại lại phải đi mua thuốc đặt lồn. Đấy, em làm video clip nhắn ngắn này nhá, gửi tới mọi người luôn, để tí nữa em sẽ lên xem là em sẽ mời luôn, tí nữa em lên là em cũng sẽ vào quản lý thị trường tỉnh Thái Bình để em xem là đây bây giờ gia đình nhà em có bệnh nhân như thế này và họ ấy quảng cáo như thế này, thì xem là họ có chữa được cái bệnh đấy không, để trả lời cho gia đình nhà em biết, để cho chúng em khỏi hy vọng. Đấy, chứ không là cứ hy vọng vào cái này để kêu gọi đó rồi, và bây giờ đang rất là kêu gọi, thì tí nữa em sẽ vào, và nếu như không làm được thì đề nghị công an thành phố Thái Bình xem xét và công an tỉnh Thái Bình xem xét các cái sản phẩm Smart A đang lưu thông trên địa bàn Thái Bình này có đúng như lời quảng cáo của các cái đại lý Smart A trên địa bàn tỉnh Thái Bình này không nhé. Chứ không là người dân là bây giờ đang rất là tin tưởng, bản thân nhà em đây đang có bệnh nhân đang rất là tin tưởng, rất là chờ đợi vào cái việc này mà cuối cùng không được là rất là khó khăn. Cho nên rất mong là các cơ quan chức năng hãy vào cuộc khẩn cấp
khẩn cấp để xem là nó có đúng như quảng cáo của cái sản phẩm này không, để cho người dân bớt hy vọng, bớt mất cái thời gian chữa trị của mình. Đấy, chị mời em nào. Chị mời em, không có mời được đâu, em phải vào cái ấy ấy. Em phải vào cái em tham gia ấy Thủy ạ. À đây rồi. Mời đây rồi. Ok. Mời em lên. Nào mời em lên, em nói đi. Gia đình nhà chị đang rất là hy vọng. Chào cả nhà nhá. Sáng sớm nó bị đánh thức của mấy chục cuộc điện thoại của mọi người gọi cho mình vì việc của chị Huệ với anh thân. Nhất thì theo em thì chị cũng không 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 nên lên livestream cái việc như này. Việc mình là phản ánh những cái sai trái của thằng Nam là mình đấy là trách nhiệm của công dân nhá. Công dân có quyền phổ biến kiến thức pháp luật hoặc là phát hiện ra những cái có quyền tố giác tội phạm, phát hiện ra những sai phạm mà mình có quyền lên tiếng. Đấy là nghĩa vụ của mọi công dân mà hiểu biết pháp luật. Cái thứ hai là cái việc mà thằng Nam nó nói rằng là lên viện ca hỏi ấy, thì nó đừng so sánh kiểu thế, nó đừng lập lờ đánh lận con em. Viện ca người ta chưa bao giờ người ta bán thuốc người ta bảo là ê bọn mày vào vào hết chỗ tao đi rồi tao chữa khỏi, không bao giờ người ta làm thế. Người ta chỉ có trách nhiệm rằng là khi mà những cái người bệnh người ta bị bệnh và họ có bằng những cái kiến thức học ít nhất là ngành y phải học đến 5 đến 7 năm, tốn bao nhiêu tiền, bằng những cái kiến thức họ có họ và những cái công nghệ ở hiện đại tiên tiến thì họ cố gắng họ chữa, họ xạ trị, họ cho uống thuốc, họ cắt, họ này họ kia để cố gắng cứu chữa một mạng người. Đấy là cái cố gắng của họ, chứ 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 họ không bao giờ họ như thằng Nam bảo ê mày mày uống thuốc của tao đi, đây là thần dược. Đấy, nó là sự khác biệt. Như kia là lừa đảo đúng không? Một đằng là tìm đến bệnh viện để xin được chữa trị thì họ cố gắng mà không chữa được thì phải đành chịu, chứ họ không nói rằng là họ không nói là mày cứ đúng đến đây rồi, đi, đến viện ca của bọn tao đi là tao chữa khỏi. Còn thằng kia ấy, nó bảo là không cần phải uống thuốc, không cần phải xạ trị, không cần phải làm gì nhá mà khỏi, thì bây giờ nó phải cung cấp bằng chứng cho chúng ta. Nếu như nó nói rằng, nếu nó nói với chị rằng là đưa xem hồ sơ thì chị phải, đáng nghĩa là chị phải ghi âm cái đấy, hoặc chị có bằng chứng ghi âm, hoặc là kể cả chị yêu cầu trích xuất lại cuộc điện thoại của chị nhá. Yêu cầu nó giữ lời hứa, mình lên tận công ty làm cái đề nghị nó cung cấp hồ sơ nhá, đề nghị nó cung cấp hồ sơ có biên bản giao nhận, bàn giao hẳn hoi, mình mang hồ sơ đấy đi. Có những cái nơi cần em có rất nhiều cơ quan có thể giải quyết được cái vấn đề đấy. Nên là nếu như mà nó là một cái thằng mà lập lè đánh lận con đen mà nó lại kêu là đấy viện ca nó cũng có đảm bảo là nó chữa hết cho ông bà đéo đâu, mà ông bà bây giờ lại lại đòi tôi phải cam kết như thế, thế là không được, như thế là không được. Nên là với lại cái thứ hai là em thấy nó đang nó rất là, thằng này nó rất là lươn lẹo và lập lờ trong câu chữ. Cái nước tẩy rửa, cái gì gọi là cái nước tẩy rửa của nó ấy, nó chỉ được công bố, tự công bố đấy, nó là sản phẩm tự công bố trên trang DMEC của Bộ Y tế nhá. Cái sản phẩm này công bố là tự công bố là sao, tất cả những sản phẩm mà bán trên thị trường Việt Nam thì nếu ở địa phận của cơ quan nào thì phải làm tự công bố, có nghĩa là đưa những cái thông tin về thành phần hóa học rồi các thứ của nó, tất cả các cái thành phần cấu tạo nên sản phẩm của nó lên trang đấy để cho mọi người biết. Và nếu như mà công bố sai thì Bộ Y tế sẽ làm gọi là sau hậu kiểm, có nghĩa là họ sẽ dựa trên những cái thông tin cung cấp mà họ kiểm tra mà không phải các cái thành phần như thế, họ sẽ phạt, hoặc là nếu là gây hại có nghĩa là gây hậu quả nghiêm trọng đấy, cái nói hay mọi người hay nói là gây hậu quả nghiêm trọng thì sẽ là gửi hồ sơ qua Bộ Công an đấy. Thế như là bọn em làm xuất nhập khẩu ấy thì tất cả các cái sản phẩm mà nhập khẩu về, kể cả là nhập khẩu về kể cả có giấy phép đi chăng nữa thì cũng phải lên Bộ Y tế
Để cũng phải cập update cái thông tin gọi là tự công bố lên lên trang DMED của Bộ Y tế để cho mọi người cùng xem, cùng nghiên cứu. Và khi mà em xem cái thành phần đấy thì nó chỉ là nước muối điện phân thôi, Đúng nó rồi. không Chị ơi. hoặc là nó hả. Thủy cho chị ngắt một tí đây này. Nó trả lời đây nha. Nó trả lời đây này. Lại Nào, lưu lại làm bằng chứng luôn này. Đây 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 đây. chị Chị quay đưa lại nó đi. màn hình đi, chị quay hẳn Đây lại đây màn đây. hình. Quay lại màn hình đây. Đây nó chửi này. Hà Văn Nam này, biến cụ nó đi đến công ty cho xem hồ sơ nhiều bệnh viện trả về. Giờ vẫn ổn đấy. Bỏng 2 năm trước nhiều đứa cãi smart bốc phét đấy. Giờ sao? Thế chị bảo là mày bảo bà Sim xuống chữa cho ông Vinh nhà tao đi. Bà Sim ông thân mòn gót ở ngõ nhà tao đấy. Đây, đây, đây toàn bộ màn hình đấy nhá. Chị bỏ Đấy nó bảo là lùi đến ra hơi khó đến công nhìn, ty. chị bỏ lùi cái điện thoại ra hơi khó nhìn, Đây bỏ lùi đây, nó cái bảo điện là thoại ra. nhìn thấy chưa? Nó bảo là đến công ty cho xem hồ sơ. Rõ chưa? Em cần Đấy hồ sơ nha. đấy. Thứ nhất là phải người ta trọng chứng hơn trọng cung. Hồ sơ của mày Đây đâu? Mày đưa đây ta xem. Một cái lời của mày đây nói nó đây không có ăn đây, thua chị bằng bảo cái là bằng cho chứng đến minh xem cung hồ cấp. sơ. Chị bảo là mày đưa cho tao xem hồ sơ thì nó lại bảo là thế này. Nó là tao tao việc đéo tao phải đây, nó bảo là sao an ninh TV lại đăng về Smart A thế? Tao nhắc lại lần nữa, đứa nào thích bú phên. Cái gì đây này? Nhưng đại ý là nó bảo là nó không phải cho xem hồ sơ. Đây chị bảo đây. Ok, tao lên mượn Thế hồ an sơ của mày để là tao tâm sự của tôi. TV nó thế thế thằng đấy nó quên rằng cái báo mà mình trích dẫn lại là báo Công an Nhân dân số cái bài bài báo mới nhất nói về cảnh giác với sản phẩm của nó là báo Công an Nhân dân. Báo Công an Nhân dân không phải là cái báo gọi là chính thống à? Đây, chị bảo là thế, nó bảo là lên xem hồ sơ thì chị bảo ok, tao lên mượn hồ sơ của mày để tao khâm phục khẩu phục, mày dám không? Thì nó lại bảo là tao cần cặc gì mày tâm phục khẩu phục. Đấy, thằng này nó rất là lươn lẹo. Lúc thì nó bảo lên mượn lên cho xem hồ sơ Bây giờ bệnh viện trả về chị và cứ bây giờ vẫn yêu ổn. cầu nó cung cấp hồ sơ những cái người bệnh nhân mà bệnh viện trả về mà nó chữa khỏi đi, nó không phải là hoa đà tái thế nhá. Con người ta bệnh viện y, sinh viên y học rất là vất vả, rất là vất vả, tốn bao nhiêu tiền. Xong xong rồi là bệnh viện nữa, mà muốn vào được bệnh viện phải chữa bệnh rồi phải phải làm thực tập sinh bao nhiêu năm trời mới được vào làm bác sĩ, để chữa phụ thôi lại phải đứng làm xem bác sĩ chữa chính bao nhiêu năm mới được làm bác sĩ phụ, mới được làm bác sĩ chính. Mà nó lại bây giờ lại còn giỏi hơn cả bác sĩ với giáo sư tiến sĩ như thế thì nó không cần phải ở Việt Nam, sang FDA của Hoa Kỳ đi, ở Việt Nam làm gì cho nó phí tài năng. Còn nếu như mà nó thực sự nó chữa được thì đưa hồ sơ đây. Tại sao mà nó lại không dám đưa hồ sơ? Đưa hồ sơ em sẵn sàng mang lên các báo luôn, tất cả các báo em quảng cáo cho nó rằng là ở Việt Nam đã có thần y mới. Sau khi ông Hoa Đà ông chết thì bây giờ năm 2024 là xuất hiện thần y mới, và đề nghị là bệnh viện ca nên kết hợp, phối kết hợp với lại lại thần y Hà Văn Nam để chữa bệnh ung thư cho bệnh nhân. Thế nên đang mới nói là cái công bố nó chỉ là cái nước muối điện hóa thôi, hoặc là cái kiềm chỉ để bổ sung dưỡng chất, tinh chất, bổ sung thêm dưỡng chất như kiểu là Red Bull này, như kiểu Red Bull chả có cái tác dụng gì đâu đấy. Thế mà nó lại bảo chữa được ung thư, ung thư thì nó bây giờ nó phải đưa ra bằng chứng cho chúng ta. Còn lại mấy cái điện hóa với cái kiềm ấy nó chỉ là cái nước tăng lực, nó chả khác gì Red Bull hoặc là Nhưng những cái thực nó gọi nói là thực này, phẩm chức năng ấy. hôm nay thì chị có gọi cho chị Kim, chị gọi là em không nhắc gì đến tên chị, thế nhưng mà đây chính là từ chị, từ Facebook của chị quảng cáo là gút này, ung thư này và liệt nửa người 3 ngày đi khỏi. Thế giờ là thế nào thì chị chỉ trả lời một câu là chị cũng chẳng biết là ai comment như thế, chị chỉ thấy họ comment như thế liên quan đến Smart A thì chị chụp lại để chị đưa lên trên trang để chị quảng cáo. Thế tức là những người mà quảng cáo cho Smart A họ cũng chẳng biết gì luôn, thế nhưng mà họ cứ thấy là có lợi nhuận thì họ cứ quảng cáo đấy. Cái câu chuyện nó là như thế, thế nhưng mà họ nói như một bác sĩ, họ nói như một nhà chuyên môn, họ nói như một người mà dành về. Tất nhiên là cái điều đấy là em biết, chị nhìn thấy đấy, ở toàn những diễn viên rồi nghệ sĩ nổi tiếng quyền linh với lại các thứ đi quảng cáo hết hôm nay tiểu đường, hôm sau viêm gan B,
rồi đủ các loại bệnh tật nó quảng cáo như thế. Nhưng mà chúng ta ấy, chúng ta làm công tác truyền thông và là gọi là làm gọi là làm đấu tranh với các hoạt động tội phạm ấy, thì việc của chúng ta là đấu tranh để cảnh báo người dân tránh xa những cái loại mà gọi là đa cấp, hoặc là những cái thực phẩm chức năng mà nó vô thưởng vô phạt này. Chứ chả nhẽ nếu như thế thì ngày nào mình lên mình đấu tố với Quyền Linh với lại Cát Tường à, đúng không, đúng chưa? Thế thì mình, cái trách nhiệm của mình ấy là làm công tác cộng đồng, là mình phải làm thế nào để cho mọi người dân đừng xem những cái từ cái câu quảng cáo đấy để mà tin tưởng, và cuối cùng là hại mình, thiệt mình thiệt người. Nên mọi sự ngu dốt đều phải trả giá bằng tính mạng hoặc bằng rất nhiều tiền, mà nhất là những cái người ung thư thì phát hiện, cái việc phát hiện càng sớm càng chữa trị nhanh, em không biết bằng những cái phương pháp nào nhưng mà phát hiện càng sớm càng chữa trị nhanh càng tốt đấy. Còn để chậm trễ mà cứ uống đi uống lại mà lại nhầm thuốc thì ngang với lại lại là hại chết người ta. Nên là mình thực ra thì mình cũng không phải là bác sĩ, nhưng mình thấy cái hiệu quả nó không phải, nó không đúng như thế, và mình yêu cầu nó là thực nghiệm trên chính những người thân yêu của mình, mà nó không làm thì cái độ tin tưởng của nó là không có. Thế nên là mình nói để cho mọi người, những cái người mà chẳng may mà bị ung thư hoặc là những bệnh hiểm nghèo biết, để họ họ có nghĩa sáng suốt lựa chọn. Còn cái trách nhiệm mà mình lên tiếng để cho những cái cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc, thì đấy là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Còn lại thì theo em thì cũng không, chỉ bây giờ mình đi đấu tố hết làm sao được, những cái người đại lý của nó, hàng trăm hàng nghìn đại lý của nó, tất cả bọn nó đều vì lợi nhuận mà. Nhưng chính xác là vì lợi nhuận, vì đồng đấu tiền. Tố đâu, chị không hề động chạm gì đến ông Thân với bà Sim, mà chị nói với Thủy này, lần trước khi mà chị nói rằng là bản thân, khi mà chị live stream chị có nói nhỡ mồm nói rằng là anh Thân với lại chị Sim là có bán sản phẩm đấy nhưng không quảng cáo lừa đảo như nó, thì chị đã gọi em Thân đi ra ngoài quán cà phê, chị nói rằng là lúc nãy em đã nhỡ mồm em nhắc đến tên anh chị thì thôi, câu chuyện đấy bỏ qua đi. Ông ấy nhận lời rồi, xong đêm về ông nghĩ ông ấm ức thế nào, ông viết hẳn một bài ông thử chị đấy, thì chị đã bỏ qua. Thế đến hôm qua thì chị bảo là mày không xuống được thì mày gọi chị Sim xuống, có mỗi thế thôi. Ông lên ông bảo là ông ấy, ông chửi chị là con dân chủ quậy, con chó dân chủ quậy, dân chủ giả cầy, nếu mà thích thì ta sẽ bóc phốt cho cả cộng đồng mạng biết. Thì chị cũng nói luôn này này, Facebook của chị rất nhiều lượng tương tác, thì chị sẽ lên tận nơi để cho anh ấy bóc phốt chị xem là chị có những cái gì có lỗi với cộng đồng, để cho cộng đồng người ta nhìn nhận và đánh giá. Chứ còn cứ để anh ngậm ngùi làm gì, anh em mình gần nhau đúng không, ăn cơm với nhau, chơi với nhau, đi chơi với nhau vài ngày rồi vẫn đến nhà nhau thường xuyên, bố mẹ chị có việc gì vẫn gọi anh chị đi xuống. Thế thì việc gì mà phải lên mạng mà bóc phốt, cần gì thì cứ đến nhà nhau mà nói, tí nữa chị sẽ đến tận nhà cho ông ấy nói, mà ông nói thẳng với cộng đồng mạng xem Huệ Như có lỗi gì với cộng đồng mạng để ông cần phải bóc phốt thì ông cứ bóc phốt thôi, mình có gì đâu mà mình phải sợ. Mình chỉ bảo là không, nếu như mà vấn đề không phải là sợ, vấn đề là em nói với chị này, chị làm cái gì chị phải nghĩ cho kỹ. Em đã nói với mình là đang, mình không phải là cơ quan chức năng, mình không phải là cái gì cả, mình đang ra chỉ cảnh báo mọi người thôi, thì mình làm hết trách nhiệm của mình. Còn những cái việc đấy, còn những cái việc đấy thì là những cái việc ví dụ như là mời thì đương nhiên là chị cũng đã mời rồi, anh em nên gọi nhau nói chuyện với nhau, và nếu như mà chị xin, chị thấy rằng là sản phẩm tốt thì chị xuống chị chữa cho em đi, nhưng mà không cần thiết phải đao to búa lớn như thế, không cần thiết phải đao to búa lớn như vậy, chị hiểu không? Mình làm gì đợi chị xin chị chữa mà nó có kết quả, hay nó mình có thể up cái tiến trình chữa bệnh của chị lên được mà. Chị đấy, chị hiểu không? Chị cũng muốn như thế, chị muốn là bây giờ nó xa xôi nó không làm được thì nó cử một đại lý của nó ở đây xuống chữa trị cho anh trai chị, tiến trình công khai luôn để cho mọi người tin tưởng. Chứ không nhá, chính bản thân nhiều người bệnh bây giờ cũng rất là tin tưởng chữa trị vào cái sản phẩm đấy, thế người ta cứ chờ đợi xong rồi cuối cùng là toàn thấy cảm ơn vu vơ ở đâu thôi. Chứ còn người nhà mình, thân yêu của mình đây đang bị bệnh, cần sự hỗ trợ của nó, cần sự ra tay cứu giúp của Hoa Đà Tái Thế, Hà Văn Nam, thì nó lại không giúp mình đấy. Còn bản thân chị đấy, chị vừa nói đấy, rửa sản phẩm này cuối cùng là lại phải đi bệnh viện, đi bác sĩ tư nhân, vì sao? Bị viêm phụ khoa nhá, đang bị luôn
Đấy, vì từ hôm mà nói đến giờ là bắt đầu lôi ra, còn mấy chai lôi ra, con chó của nhà bà ngoại đây, vừa bị ghẻ, bị mấy cái con giận, bảo mẹ ơi, mẹ đem mấy cái chai Smart A này ra mẹ rửa đi, chụi mẹ hết lông rồi, chụi sạch lông rồi, không còn một tí lông nào nữa, vì nó chất tẩy rửa nó quá mạnh. Chị biết vì sao mà bọn nó đăng tin quảng cáo ở Mỹ như thế mà Bộ Công an với các cái cơ quan liên quan nó chưa vào cuộc không? Là vì chưa có đơn tố cáo của những cái người trực tiếp là bệnh nhân. Thế người ta đây, đang rất cần. Trực tiếp đây. Hôm qua chị Thắm, hôm Tết chị Thắm mang một con gà to lắm. Con gà Đông Tảo chân to bằng cổ tay này này. Đem về cho mẹ chị chồng nuôi để đến dỗ ông này dịp thịt. Thế là thôi nó không ăn được. Thế chị bảo là nó quảng cáo là chữa cả gà cả vịt, mẹ lại mang ra mẹ cho con gà uống đi, chết mẹ chôn rồi, chôn chiều ngày hôm qua luôn, con gà to thôi là to, và mẹ cứ cho nó uống xem sao, uống xong nó chết mẻo mẹ nó rồi. Thế là con gà 4 cân hơn 4 cân chết mẻo đem chôn ở ở ở góc ấy rồi. Ông bà bảo là thôi mày đừng bảo tao cho uống Smart A thì con gà của tao có khi còn sống, vừa cho uống buổi sáng buổi chiều nó chết mẻo mẹ nó đi rồi, thế là đem đi chôn ở gốc cây bưởi rồi. Thế mày nói thằng điên đấy nó lên trên Facebook nó bảo rằng là chó nó uống thuốc diệt cỏ xong rồi nó tống vịt à chó đúng không? Chó hay là vịt nhỉ? À vịt chứ. Vịt đúng không? Vịt nó uống thuốc diệt cỏ, chai thuốc diệt cỏ rồi xong rồi nó cứu lại bằng Smart A. Nó không thể so sánh con vịt với chức năng của nó là chỉ con da cầm thôi với lại con người được. Vịt nó ăn cả đỉa, nó ăn cả cất, nó ăn tạp nham, người có ăn đỉa với cất được không mà nó so sánh như thế. Thế nên là người ta treo rất là nhiều, người ta treo rất là nhiều giải thưởng cho nó với cái việc là yêu cầu nó uống trực tiếp chai nước thuốc diệt cỏ. Xong rồi nó uống xong rồi nó uống Smart A mà nó còn sống thì nó được hàng tỷ, hàng nhà mặt tiền rồi nhà mặt đường rồi các kiểu, nhưng nó có làm đâu. Thế thì đồng bào và mọi người phải hiểu rằng cái nó chỉ là dùng mồm mép là và mối quan hệ và cái sự bốc phét thành thần của nó để kiếm lời thôi. Nên là cái trách nhiệm của chúng ta là chúng ta phải nói không phải vì là đấu tố mà làm ảnh hưởng nó, tại vì là chúng ta là người tiêu dùng thực sự, chúng ta dùng sản phẩm của nó và không có tác dụng thì chúng ta phải lên tiếng. Chứ còn đây người thân bây giờ chị... em nói chị, nếu như mà chúng nó từ chối nhá, nếu chúng nó từ chối bây giờ, nếu như chúng nó cố tình từ chối không chữa mà anh trai mình đúng là bị bệnh thật mà chị cứ mua Smart A cho anh ấy, nếu như anh ấy khỏi được thì là tôn vinh nó, nhưng chẳng may không có vấn đề gì thì chị là người nhà, chị phải đứng lên tố cáo rằng tôi cho người nhà tôi uống Smart A tại sao mà vẫn như thế, để cho nó đi tù, chứ mình không thể nói cái bâng quơ như thế được. Còn cái việc là lên nhà anh thân để live stream thì là em là bạn thân của chị đấy, chị biết rồi đấy. Em cũng là nói chung ấy, điều hơn lẽ thiệt thì em thấy là không nên nói mỗi một câu thế thôi, còn chị cân nhắc rồi. Ok. Ngắt lời hay thì tí này, thực ra mà nói là cái thằng Hà Văn Nam ấy, nó không có nghĩa vụ phải cung cấp hồ sơ hay là chứng cứ cho mình đâu, nó không có nghĩa vụ phải làm được đó, nó sẽ chỉ có nghĩa vụ cung cấp hồ sơ giấy tờ cho cơ quan chức năng thôi, chứ mình chả ra cái gì mà yêu cầu nó cung cấp hồ sơ cả. Anh nó có quyền từ chối. Ngắt lời anh đấy. Một tí là không phải có nghĩa vụ mà nó là nó nói với chị vậy là nó cung cấp thì nó phải keep promise đấy, là nó phải giữ lời, nó phải giữ lời đấy, chứ thì... không ai tự nhiên mà nói câu đấy cả. Nói với chị rằng là nếu mà mày muốn xem thì mày lên công ty tao cung cấp hồ sơ cho. Thế nhưng mà khi mình bảo là sẽ cho tao một cái hẹn thì nó lại bảo là tao đéo cần mày công không phục khẩu phục, mà tao mày cần thì mày ra viện ca mà hỏi. Thế nên em mới nói với mọi người là hãy nghe những cái lời của nó rất là trí trá. Còn cái việc của mình là mình người thật, việc thật, mình nói lên những cái gì mình đã trải nghiệm và mình cũng bằng kiến thức của mình đề nghị những cơ quan có thẩm quyền là xác minh và làm rõ sự thật rằng cái nước thần thánh này có thể chữa được bệnh ung thư không. Còn nó là nước muối điện hóa với lại kiềm hay là nước muối điện hóa thì để những chữa những bệnh ngoài da thì là ok, thì nó chỉ được quyền nói là chữa bệnh ngoài da thôi. Còn kiềm là để tốt cho sức khỏe thì nó tốt chưa hay không biết, lúc thì nó tốt thì nó bảo tốt thật, còn lúc không tốt thì nó lại bảo do cơ địa, như thế cũng được, như thế là nhập nhèm trí trá. Thủy nói đúng đấy, đúng rồi đấy. Mà hai nữa là thôi thì chỗ anh thân đi thì đấy thì tốt nhất là anh cũng không có gì đâu, anh cũng gỡ hết tốt rồi. Thế là chị Huệ rồi cũng bình tĩnh, anh em cũng chả bao giờ lên live stream trực tiếp bây giờ đâu, nhưng mà thực sự là cái việc liên quan đến anh chị em mình
là đoàn kết thôi, còn tôi cũng chả phải nói nhau trên mạng làm gì cả. Thực ra thế tôi thì này, mẹ này, chị nhờ chúng nói thật thỉ nha, lần trước chị livestream chị đã nhỡ mồm chị nhắc đến Tim Mỹ Thân là chị đã gọi ra quán cà phê chị xin lỗi rồi. Chị gọi trong đấy có cả anh Thân, có cả anh Đức nhá. Chị gọi ra quán cà phê 44, chị ngồi chị bảo là thôi anh ơi, em đã lỡ mồm em nói đến tên anh rồi thì thôi. Việc anh bán anh cứ bán, còn cái việc mà em phản ánh những cái sai, những cái không đúng của thằng Hà Văn Nam thì em phản ánh kệ em. Ông đã nhận lời rồi, đêm ông về ông ấm ức thế nào ông lại đéo nhận lời nữa, ông lại lên hẳn một bài ông chửi chị tưng bừng khói lửa trên Face. Đấy, ông ấy rất là tiểu nhân như thế. Cái việc em thấy có người comment là chữa các vết thương hở thì tốt, nên em nói thật, chữa vết thương hở ra ngoài mua cái xịt họng ấy, ví dụ như là mua cái xịt họng và oxy già hoặc là những cái gì có mấy nghìn ấy, nó chữa hơn gấp 10 lần mua cái chai nước mấy chục nghìn, gần trăm nghìn. Thế mọi người nhìn xem nó có đúng không? Căn bằng của nó tốt thì cái giá của nó phải hợp lý. Đây giá tốt như giá trên trời, nên mua cái oxy già hoặc là cái gọi là chị ghẻ hoặc đẹp ấy, hoặc các thứ ấy. Mọi người mua xem có vài nghìn nó khỏi hết luôn. Còn cái việc là mua họng đau họng gì, mua cái xịt họng có mười mấy nghìn thôi. Rồi ơi, mọi người xịt đi, đang đau họng về xịt phát xong luôn, được luôn. Còn mua cái ngậm xếp xịn vậy, thế làm sao phải mua một cái sản phẩm giá trên trời, đúng không? Anh Dũng, thế là mọi người cân nhắc. Anh Yên Sĩ Cường lên đi cùng với Đệ Tuyên, toàn là những ngành y đấy. Anh Yên Sĩ Cường, em mời anh một chút nào. Cho em xuống, em vừa mới ngủ dậy thấy mấy chục cuộc điện thoại nên là em thấy chị livestream về smart nên ngứa mồm nói thế thôi. Còn lại là mọi người cứ vô tư đàm đạo nhá. Nhớ em đã nói chị cân nhắc kỹ, cân nhắc thật kỹ mọi việc trước khi làm, đừng để làm xong lại phải sửa nhá. Cho... Chào, Loan, chào mọi người. Loan, chị Loan comment lại cho em làm sao. Tuyên nói đi, Tuyên nói đi. Thôi em thì cũng nói tiếp những lời như Thủy nói thôi, là tất cả những cái sản phẩm sở bắt A này bản chất nó chỉ là cái nước muối thôi, nó không có gì thần bí cả. Chúng tôi học bao nhiêu năm làm học đến khổ người nhá, còn chả dám khẳng định như thế, chả biết có bằng, bây giờ cứ cung cấp được những cái giấy chứng nhận ấy, của cơ quan chức năng thì chúng tôi bao giờ cũng có công nhận. Bây giờ cứ nói mồm đấy thì người ta còn đẻ ra bệnh viện, đẻ ra bác sĩ, đẻ ra giáo sư làm cái gì? Cái vấn bản đề như này, cái nước muối nó lập lờ đấy là con đen ở chỗ là cái giấy của Bộ Y tế cho nó cấp phép lưu hành cho chị Xuân là không phải là lưu hành để chữa các loại bệnh đấy, nhưng nó chỉ dùng cái giấy để lưu hành thôi, để nó có thể phát triển ra thành hàng trăm loại bệnh, loại chữa các hàng trăm loại bệnh khác nhau đấy. Cái vấn đề nó là ở chỗ đấy, chứ không phải là nó không được cấp phép, nhưng nó không được cấp phép chữa cái bệnh đấy. Chị Xuân nói đi ạ. Gì trên thế giới là cái thuốc chữa ung thư đâu mà cứ tin vào những cái vớ vẩn ấy. Rồi, xin chào tất cả các bạn đang xem theo dõi trên cái livestream này. Chào bạn khách mời, chào Huệ Như. Thực ra là tôi cũng vì là người bị ung thư mà. Cho nên tôi không tin vào cái sản phẩm Smart Spa gì đấy của Hà Văn Nam. Đấy, tôi chỉ tin vào bác sĩ, bởi vì là tôi nghĩ là người ta học bao nhiêu năm, đúng không? Và người ta đã thực tập nhá, người ta đã khám cho bao nhiêu người và người ta đúc kết từ cái người bệnh nhân thì người ta có thể chữa. Và ung thư nó có nhiều thể dạng, nó nhiều loại, ai là bác sĩ thì biết đúng không, nó nhiều dạng lắm đúng không. Tôi đã hỏi bao nhiêu người là ung thư nó có nhiều, rất nhiều dạng. Vậy vì một cái sản phẩm là cái nước như thế này thì các bạn những cái quảng cáo, các bạn cũng có những cái buổi gì nhỉ, lên live như thế này nói về vấn đề này thì tôi thấy nó, các bạn phân tích tôi không thuyết phục, tôi không thuyết phục nhá. Riêng cái sản phẩm này thì tôi đã hỏi các bạn là cái sản phẩm này có phải là thuốc chữa bệnh không nhá, thuốc chữa bệnh không, thì các bạn mà không phải, chỉ là cái sản phẩm chức năng, đúng không? Cái sản phẩm chức năng thì mình phải quảng cáo đây là một sản phẩm chức năng, đúng không, thì mới được. Còn nếu bảo là cái thuốc chữa bệnh nó khác hoàn toàn, phải không các bạn, đúng không? Thuốc chữa bệnh ung thư nó khác hoàn toàn, còn cái sản phẩm chức năng thì nó khác. Đây nếu sản phẩm chức năng thì có khả năng là được lưu hành, còn nếu mà để thuốc chữa ung thư thì nó không được lưu hành. Người ta có bao nhiêu cái người bác sĩ, người ta học bao nhiêu năm và người ta cọ sát với người, người ta thực tế với người bệnh nhân, người ta hiểu các loại bệnh ung thư thì người ta mới có kinh nghiệm chứ, đúng không? Còn cái đây cái sản phẩm như này này, tôi thì tôi ở giữa, tôi nói này, tôi không, tôi chỉ nói đúng với cái lương tâm của con người ấy.
là những người bị ung thư. Tôi cũng bị ung thư mà. Cho nên là tôi bảo là người ta còn nước còn tát. Người ta bảo là ai người ta giới thiệu gì thì thôi cứ lấy về, may ra nó khỏi. Thì cái việc này ấy, mình là người sản xuất ra cái sản phẩm này mà mình thấy nó không chữa được cho người ta thì đừng lên bán, bởi vì cái lương tâm con người mà, đúng không? Người ta đã gọi là ung thư, gọi là bác sĩ, người ta còn bó tay, thì mình cái sản phẩm này làm sao mà khỏi được cho bệnh người ta được? Đang lúc người ta mất tiền, đúng không? Đang lúc người ta hy vọng là người ta sống, mình lại bán cho người ta cái sản phẩm mà nó không có hiệu quả, đúng không? Thì tự mình nhá, tự mình phải nghĩ đấy. Cái lương tâm của mình có cắn rứt không? Người ta đang khổ, người ta đang hy vọng ta sống, mà mình bán cho cái sản phẩm đấy thì tôi nghĩ là nó mình lên suy nghĩ là mình có lên bán không. Và những người đang bán ấy, cái sản phẩm này mình cũng phải có lương tâm một tí, đừng nói khéo mồm là úi dồi ôi chữa cho bao nhiêu người mà kia. Tôi thấy nó không được, tôi thấy nó cái lương tâm con người nó cắn rứt, người ta đã mất tiền rồi, đúng không? Xong bây giờ lại nói, còn ở đây tôi nói các bạn như này này, chẳng hạn như thế này thì cũng được này, những cái cây thuốc lá lam ấy thì có những người họ cũng viện giả về, có người gọi là họa trắng đấy nhá, không phải người nào cũng sống được họa trắng đấy, có những người cũng khỏi thật, tôi cũng thấy mà. Thế nhưng mà cái lá lam ấy nó có tác dụng hơn, nó là một cái dược liệu, đúng không? Cái cây dược liệu đấy có khả năng là nó trị được một cái thể loại ung thư nào thì còn ok nhá. Còn thì tại vì tôi thấy các bạn ấy quảng cáo cái nước này là thì cho gà uống nó khỏi gà dù, đúng không? Nhay đấy, em chết mẻo con gà là... bỏng nó cũng khỏi này, rồi là đi đau bụng nó cũng khỏi này, rồi là bị vết thương bị thế nào nó cũng khỏi này. Thì tôi thấy nó bảo thế, tôi hỏi các bạn là tôi hỏi bạn cái bạn bán ở thuê thuê nó chữa bệnh bệnh thì tôi tranh luận với bạn ấy, thì bạn bảo là không chị ạ. Thế bạn bảo cho gà uống cũng khỏi đúng không? Xong bỏng cũng khỏi, xong là... Ở nhà em đây anh này, à chị này. Chính thức tôi thấy thế. Hôm qua con gà nhà em luôn, con gà của bệnh nhân họ ấy tặng cho chị dâu em để về làm ngày Tết. Thì chị dâu em cũng làm ở bệnh viện mà. Thế là mẹ em bảo nuôi lại để cho ấy, thế là cuối cùng hôm qua nó yếu, nó không ăn. Thế em bảo là thôi mẹ cứ cho nó uống cái Smart A này. Còn mấy chai nó đợt nọ thằng Nam nó cho con đấy, thôi uống vào, thế là con gà trôn luôn hôm qua luôn. Thế còn bản thân em đây cũng đang dùng Smart A thì là bị viêm nhiễm nấm ngứa, thế là em lại phải đi đến bệnh viện để em chữa, và em đang phải sử dụng thuốc đặc viên trứng nhé. Đặt thì đặt có 2 hôm nó khỏi thôi đấy. Nói thật với chị là việc bệnh phụ nữ trẻ nhẹ lại mang lên đây, nhưng nó quảng cáo nó quá mức lên là mình phải nói. Anh trai em bị ung thư, chị cứ mạnh dạn, em khuyên chị Xuân này, chị cứ mạnh dạn chị gọi điện cho nó về chữa khỏi bệnh cho tao, ok, lần sau tao đi xóa hóa chị, tao không còn thấy còn dấu hiệu của bệnh ung thư nữa, ok, tao sẽ là người quảng cáo cung cấp cho mày, quảng cáo miễn phí cho mày luôn, không việc gì phải lấy hình ảnh nọ hình ảnh kia, toàn là những người thân quen của mình trước, làm cái gì cũng cho những người thân quen của mình trước. Thì tôi nghĩ như này này, tôi nghĩ là ở trên quảng cáo ấy thì các bạn lên quảng cáo đây là một cái sản phẩm chức năng để cho người ta không hy vọng, để cho người ta đỡ mất tiền. Mà sản phẩm chức năng thì các bạn biết là nó chỉ là hỗ trợ nhá, hỗ trợ cho sức khỏe mình thôi, sản phẩm chức năng chỉ hỗ trợ cho sức khỏe mình chứ không phải là thuốc chữa bệnh đấy. Thì đừng làm cho người ta mất tiền thêm nha. Tôi nói các bạn là những bạn là đi bán ấy, đúng không? Mất thời gian, đúng không? Đừng để cho người ta sắp chết rồi để cứ tống cái nước cái vào uống, đúng không? Khổ thân người ta ra. Bởi vì tôi là ung thư tôi biết rồi mà, đừng làm cho người ta khổ. Đấy là tôi có cái lời khuyên nhất là các bạn đang bán cho cái công ty mà sở mắt ta gì đấy thì tôi nghĩ là các bạn lên nghĩ lại đi, đúng không? Đó, chẳng hạn như là viêm họng thì các bác sĩ chuyên khoa, đúng không? Thì chuyên khoa người ta giỏi lắm chứ, đúng không? Người ta có nhiều cái loại thuốc, hôm nay có thể là tôi mọc không khỏi, người ta thay cái loại thuốc khác thì mới khỏi chứ. Đúng không bạn? Rồi bạn chia sẻ tiếp đi. Dạ vâng, em cảm ơn. Anh Dũng đâu? Anh Dũng ơi, anh Dũng đâu nhỉ? Anh Dũng vừa tham gia trong livestream bây giờ đâu nhỉ? Anh Nguyễn Tiến Dũng, tôi nói thật với các bạn này này,
chính là người đang quảng cáo cho SPA, quảng cáo đại lý số 1 luôn, người ở Bắc Ninh thì cũng đang bị ung thư nhá. Và anh trai của một chị ở ngoài Quảng Ninh, thành phần nhân đạo quảng cáo cho SPA cũng mới chết vì ung thư. Đấy, và luôn luôn là bảo vệ đến cùng để lan tỏa cho cộng đồng. Người đấu tranh dân oan đó, cho cùng với dân oan ở ngoài Quảng Ninh có tiếng nói trong giới đấu tranh, anh em đấu tranh cũng quảng cáo cho SPA. Đấy, rồi là cũng lại bị anh trai chết vì ung thư. Thế mà chả hiểu sao mà vẫn vì tiền mà vẫn cứ đâm đầu vào để quảng cáo. Em mời anh. Em mời anh rồi đấy anh Dũng ơi. Em mời anh được đâu. Lên rồi, có rồi. Cứ nói đi. Ơ. Được rồi đấy, anh cứ tham gia đi, anh cứ nói đi. Không thấy mặt cũng được. Em có nghe thấy không? Nghe rõ luôn, mọi người nghe rõ. Anh nói đi. Em nghe thấy rồi gì? Anh chỉ... rồi anh chỉ muốn nói hai điều nho nhỏ như thế này thôi đấy, còn anh thì anh không đánh giá về cái sản phẩm ấy nó tốt hay không, nhưng mà anh chỉ muốn nói với lại em cũng với nói với anh qua em, mà anh muốn qua em, anh muốn nhắn đến thằng Nam cho hai điều như thế này. Cái thứ nhất là ở Việt Nam mình và ở thế giới, anh thấy nói nó cứ nhại lại, nó hơi khó nhỉ. Không, được rồi, anh cứ nói đi, không sao đâu, vẫn nghe rõ mà. Anh muốn em nhắn đến thằng Nam hai vấn đề. Thứ nhất là một người có tâm đấy, ở Việt Nam mình có Nguyễn Tài Thu ấy, là trước đây ông ấy là người châm cứu giỏi nhất nhìn thế giới đấy. Ông Nguyễn Tài Thu đó là người châm cứu giỏi nhất nhìn thế giới đấy. Ông ấy trước khi ông ấy nghiên cứu được ra một cái huyệt đạo nào đó để châm cứu, là ông ấy thường là châm cứu tỉnh thế giới sắc, tức là ông dùng mũi kim để ông châm vào cái huyệt đạo đó. Nếu mà ông cảm thành công thì lúc đó ông ấy sẽ châm cho bệnh nhân đấy. Thế còn bây giờ nếu mà sản phẩm Hà Văn Nam mà nó mà chuẩn ấy, mà nó cho vịt uống được cái thuốc trừ sâu ấy, thì nó lên uống trước, nó phải là người uống trước rồi nó xuống bệnh nhân uống đấy, nó người uống trước và nó uống được thì không ai nói vào đâu được, không được lợi đâu đấy. Nó không uống được ấy, thì nó đừng nhận nó là người có tâm với nó đừng nói nó là người mà hồng ân của thế nọ kia là ra được sản phẩm đấy, nhân loại phải nhân loại là phải ban ơn nó vì nó ra được cái sản phẩm cứu cho cái nhân loại đấy, cho nên là nó là phải người uống trước, sau đó nó uống sản phẩm vào mà nó ok thì là ngon. Tất cả mọi người đừng ai nói gì đến con nửa câu nào đấy. Đấy là vấn đề thứ nhất. Còn vấn đề thứ hai nữa thì anh muốn nói là như này này, ở thế giới này có những cái phòng nghiên cứu ấy, ngay cả bộ trưởng bộ y tế ở Việt Nam mình ấy, mơ nó có một lần được đặt chân đến đâu, không được đâu, cũng chưa bao giờ được đặt chân đến, chứ đừng nói chẳng hạn giáo sư tiến sĩ của mình đấy, có những cái phòng nghiên cứu như thế và có những cái nhà hãng sản xuất dược, kể cả bộ trưởng bộ y tế mình mơ ước có một lần đặt chân đến, không đặt chân đến được. Chứ còn cái xưởng sản xuất của nó ấy, mẹ có giỏi thì nhiều hơn trăm triệu, và cái máy tạo ra cái nước đấy cũng khoảng tầm 150 triệu nữa đi, cứ 250 triệu thôi thì anh nói thật, chân nó nổ ít thôi, anh nổ nhiều chứ nó có cái gì đặc biệt, nó có cái gì đặc biệt đấy. Cho nên anh cũng muốn nhắn nhủ đến nó hai điều như vậy thôi, chứ còn anh cũng không đánh giá là cái sản phẩm của nó được hay không được. Còn những cái giấy phép của nó đã cùng có gần một năm lên rồi, anh biết có những cái giấy công bố rồi, có những cái giấy phép như là an toàn vệ sinh thực phẩm ấy, những cái đó giờ nó dễ không mà đâu có phải đấy,
Nhưng mà nếu như mà nó có giấy chứng nhận chữa được ung thư, bản thân anh không phải là cái bản tâm gì đâu, anh hứa cho 10 triệu, anh hứa cho 10 triệu nếu như nó chỉ chứng nhận cái giấy đấy ra thôi, là cái giấy là sản phẩm này chữa được ung thư, anh cho luôn, không cần gì phải đợi đến ai cho cả. Cho nên là nó nổi ít thôi, tập lại nổi ít thôi, nổ thế thôi. Cái vấn đề nổ để cho người ta chứng nhận. Cái vấn đề anh Dũng là chính những người thân của mình đang bị ung thư, mình đang kêu gọi nó thì nó có dám đâu. Đấy, chính những cái người thân của mình bây giờ đang bị, chứ không phải là mình kêu gọi cho người giả dối nào nha, người khách hàng nào nha, mà anh trai em đang bị và đang mong muốn nó làm cái điều đấy để cho mình được đất chứng kiến cái sự thành công của nó sau khi mà nó chống BOT, sau khi mà nó ra tù, thành công vang dội của nó, hay là nó được xuyên không, nó được nhập vào từ một hoa đà tái thế, hoặc là từ một thần y nào từ hàng nghìn năm trước, thì mình cũng mong muốn là được quảng cáo cho nó. Thì mình có phải là mình không đâu, nhưng những cái việc đơn giản nhất là những người hàng người thân của mình nó không dám giúp đỡ thì làm sao mà nó mong muốn là nó giúp đỡ được cho ai. Thế mà sao cộng đồng mạng cứ tin được? Thế cho nói là như là này, ở thế giới nó có những cái phòng nghiên cứu mà đến bộ trưởng bộ y tế của mình mơ ước là đặt chân đến đâu còn chưa được, mà là người ta còn chưa tìm ra được bệnh ung thư, chưa tìm ra được cái thuốc chữa ung thư, mà đây một cái xưởng sản xuất của nó thì đấy, anh không muốn nói là nó không muốn nói là nó nhiều hay là nó cái đó là cái xưởng tầm cỡ mà nó bé so với lại Việt Nam mình, không cần nói là sao bé so với thế giới. Thua cả anh mà thế giới chưa làm ra được thì xưởng của nó thua cả anh sản xuất nước đá đúng không? Một cái xưởng đang nói là cái xưởng sản xuất nước đá, cái xưởng nó thì không hề có phòng nghiên cứu gì cả rồi, chắc chắn là nó không có phòng nghiên cứu thì làm sao mà nó nghiên cứu được ra cái gì? Nó phải có phòng nghiên cứu thì nó nghiên cứu được cái thuốc đó, chứ cái đó như cái anh lúc nãy nói là phải biết lý hóa thì mới nghiên cứu được. Lý hóa không có phần nghiên cứu gì cả thì sao mà nó lại nói là nó chữa được, nó khẳng định là nó chữa được. Đấy, phòng nghiên cứu không có, chỉ ra đi ăn cắp công thức của ông già đấy, xong rồi là đây bây giờ đến rửa bướm không xong đây, và cuối cùng là vẫn cứ là uống được, rửa được, uống được, xong rồi là lại chữa được, mắc bệnh nữa thì chỉ chịu rồi. Đấy. Mọi người lưu ý cho tôi, sản phẩm này thì nếu mà dùng mà ai thấy có cái biểu hiện mà nó không được lấy thì cứ mạnh dạn mà gửi đến các cơ quan chức năng. Còn bản thân tôi là đây, tôi đang là nạn nhân trực tiếp, bên nhà tôi một con chó ghẻ. Tôi thì bị rửa bướm không xong, còn con chó nhà tôi thì ghẻ rụt cả lông, còn con gà thì uống xong rồi chết lử cu tử. Thế còn là anh trai tôi thì đang ung thư thì mong muốn là được chữa trị thì chưa thấy mặt mũi đâu, trao cả giải thưởng rồi. Mình thì thôi, mình không, anh nghĩ là mình không nói cho nó đâu. Anh nghĩ là mình phải nói thì chắc là khi mình chỉ nói là nếu không có phòng nghiên cứu, mà thế giới nó có những phòng nghiên cứu rất là lớn như thế mà nó chưa tìm ra, mà nó không có phòng nghiên cứu thì sao nó chẳng biết nó chữa được ung thư. Nó chỉ hiểu là nếu như nó không có phòng nghiên cứu đấy, mình chỉ cần qua đó là mình hiểu được vấn đề thôi, chứ cần cần nhiều đâu. Còn nếu mà nó có tâm, anh Nam nói cái tâm thì nó là người uống thuốc trừ sâu trước khi xong, nó uống sửa máy nào cho nó chữa được không? Để nó uống thuốc trừ sâu trước kia rồi. Thế là nhanh nhá, em đi. Ừ, anh trai em đang cắt cái tôn kia, nó ồn lắm, mọi người thông cảm vì là đang cắt nên là em chẳng nghe thấy cái gì cả. Đang cắt tôn để làm cái sân nhà. Thế nhá mọi người nhá, chào thân ái và hẹn gặp lại.